Nói thật lòng thế nào, có mẹo khi làm bài đọc hiểu không? Đối với em là không có. Không có đúng không? Thực Vâng. ra thì nói là không có thì cũng không đúng đâu. Có nhá, nó có mẹo để làm bài đọc hiểu. Thế nhưng cái vấn đề của chúng ta ấy, đó là gì? Đó là cái mẹo ấy, đúng không? Thứ nhất là nó dành cho, không phải là dành cho những người tay mơ không biết gì. Chính cái mẹo nó lại phải dành cho những người mà có cái kinh nghiệm rồi. Đấy, họ sẽ dựa vào cái mẹo đấy để họ có cách chọn nhanh hơn hoặc là tăng cái xác suất đúng của mình lên. Còn những ai mà nói thật với các bạn mà không chịu học ấy, xong chỉ dựa vào mẹo để lại để mong làm đúng thì chắc chắn là sẽ không bao giờ làm được. Đấy. Đấy là cái đầu tiên muốn nói là như vậy. Cái thứ hai ấy, là tùy vào mỗi dạng bài mà có hay là không có, và đặc biệt là bây giờ ấy, người ta đã gì đây nhỉ? Người ta đã gần như là người ta chuyển sang cái kiểu như là bớt để chúng ta làm mẹo đi rồi. Ví dụ như hôm nay xin sẽ chữa cho các bạn cái bài này này, thì gần như là trong 5 câu đọc ngắn đấy, tất cả các bạn đều có thể đọc, không cần hiểu hết toàn bộ mà chỉ cần đi soi, đi nhìn nọ nhìn kia là các bạn có thể chọn được. Nhưng mà những cái đề gần gần đây là gần như chúng ta không làm được điều đấy. Đấy, cho nên ấy là lý do tại sao mà chữa cho các bạn, chữa rất là kỹ để các bạn học. Thứ nhất là học gọi là đọc hiểu một cách chuẩn chỉnh thực sự, chứ không phải là chỉ có chăm chăm đi coi, đi soi thì còn dạy cái gì nữa đúng không? Nếu mà chỉ có đi soi đáp án đúng thì đâu phải gọi là dạy đọc hiểu nữa. Đấy. Cái thứ hai là để cho các bạn có được cái giá trị, đấy là đọc và hiểu bài. Khi chúng ta hiểu, chúng ta mới cảm nhận được, thấm nhuần được nhiều cái hay ho trong bài viết người ta truyền tải cái gì chứ. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Bây giờ sẽ thử là làm theo cách là ít thời gian và làm xem như thế nào. Đầu tiên này, câu 53 này. Câu 53, bình thường ở trong một cái đề thi ấy, nó sẽ có hai cái dạng bài đọc tìm thông tin ở trong đoạn văn ngắn đấy. Thì thông thường các bạn thấy nó sẽ được đánh ô vuông đúng không, nó sẽ là email hoặc là thông báo, nhưng mà trong cái bài này thì nó lại hơi khác một tí, đó là nó cho một cái gì nhỉ, nó là một cái annex, một cái bài hướng dẫn đấy. Nó vẫn là trong cái dạng là tìm thông tin nhá. Chúng ta cùng xem này. Người ta viết là この案内から秋森山についてどんなことが分かるか。Chúng ta hiểu được điều gì từ cái này. Là nếu như mà như sẽ nói trước đây, đó là với những câu như thế này chúng ta phải đọc hết đúng không? Đấy. Bởi vì là toàn bộ cái bài này nói về Akimoriyama. Thế nhưng mà cái này thì chúng ta lại có thể nhìn những thông tin đi kèm một cách rất là nhanh để chúng ta loại trừ đáp án nhé. Ví dụ này, câu 1 này. Câu 1 người ta bảo là Takasa 600 メートル の山の頂上に大きく平らな岩がある。Nó bảo là ở trên cái đỉnh núi cao 600 mét thì có tảng đá lớn và bằng phẳng đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào hai cái. Thứ nhất đó là ở đỉnh núi đúng nhỉ? Đấy, và có tảng đá. Vậy bây giờ các bạn sẽ lên cái đoạn văn, các bạn sẽ tìm cái chỗ nói về hai cái này nhá. Đây, thứ nhất là các bạn thấy này, nó bảo là cái núi này ở độ cao 600 mét đây rồi đúng không? Tiếp theo các bạn nhìn cho trên cái chỗ tảng đá đúng không nhỉ? Đây các bạn thấy có tảng đá to và bằng phẳng đây. Đây, nhưng đấy có phải là ở trên đỉnh núi không các bạn? Đấy có phải ở trên đỉnh núi không? Không Không đúng không? Đấy ở đâu? thấy ở cả ngọn núi mới Đấy ở đâu đây? Đấy ở độ Tochiu cao. đúng không? Đúng rồi. Đấy, vậy là loại trừ được một đấy, đấy gọi là mẹo nhá. Đây gọi là mẹo. Nhưng mà ít nhất phải hiểu Tochiu là cái gì. Tại em chả biết Tochiu là cái gì thì tôi cũng chịu luôn, đúng không? Đấy, phải hiểu được cái sự khác nhau. Nó bảo là đáp án, nó bảo là ở trên đỉnh núi có tảng đá như đây, nó bảo là gì? Ở giữa đường đúng không? Ở giữa đường lên núi khác nhau nên là chúng ta sẽ loại. Tiếp theo, câu 2 này. Gì nhỉ? Tô giáo shinagara iroro na kakachi no iwa o miru koto ga dekiru. Đó là chúng ta vừa có thể leo núi, vừa có thể ngắm nhìn các tảng đá với rất nhiều hình thù khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem hai cái. Thứ nhất đó là leo núi và ngắm tảng đá nhiều hình thù, đúng không? Các bạn thử xem nhá. Các bạn sẽ thấy này, à đây có rồi, có Noboru đúng không? Có một cái Noboru Tanoshita, đúng nhỉ? Có một niềm vui vừa leo vừa tìm kiếm những cái tảng đá có hình thù thú vị. À vậy thì thấy có vẻ đúng đúng rồi. Các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là đây bảo là thấy, đây lại bảo là tìm kiếm. Vậy nó đang khác nhau. Vậy thì nếu như CC sẽ dễ chọn luôn, nhưng các bạn mà chưa tự tin thì các bạn hãy để cho thêm một cái dấu hỏi ở đây đấy, mà rõ ràng nói thật tìm kiếm thì phải nhìn thấy nó mới, mới làm được chứ đúng không đấy. Nhưng mà nếu mà chưa tự tin ấy thì cứ để đây đã. Tiếp theo câu số 3 này, câu 3 người ta bảo là
それぞれに異なる野鳥を観察することができる。Có thể quan sát được những cái con chim hoang dã đấy, khác nhau ở mỗi kỳ xét sự. À, đây là Tiki chứ, ở Đúng mỗi rồi. bốn mùa. Vậy thì hiện tượng đây là gì nhỉ? Là chim hoang dã và bốn mùa đúng không? Chúng ta hãy để ý cái chỗ gọi là gia trô nhá, là chim hoang dã nhá. Thì chim hoang dã ấy là quan sát có phải là ở bốn mùa không các bạn? Mùa Không. xuân đến đầu mùa Từ hè. gì nhỉ? Từ mùa xuân đến đầu mùa hè đúng không? Đấy. Vậy là chúng ta loại trừ được tiếp. Vậy là câu 3 sai nhỉ. Tiếp theo câu 4 này. Câu 4 nó bảo là bởi vì cái con đường leo núi ấy nó thoải đấy, cho nên là lúc nào cũng có rất là nhiều người leo núi, những rất là nhiều người đến tham quan. Vậy thì nó đang liên kết giữa hai vế là đường leo thoải và có nhiều người đến tham quan. Thì các bạn thấy cái đường leo thoải ấy nó xuất hiện ở đoạn đầu tiên đây. Nhưng mà cái gì nhỉ? Nhưng mà cái mà khách tham quan ấy, đây các bạn nhìn nha. Đấy, nó ở cuối cơ, nó có một từ là Sonotame. Có một cái nguyên nhân khiến cho người ta tham quan nó phải là cái phía trước chứ không phải là tận ở trên này. Vậy đến đây các bạn có thể loại ngay được rồi. Vậy là chúng ta sẽ loại trừ được luôn. 4, vậy thì đúng nhất là 2. Đấy, đấy là cái cách mà các bạn chỉ có đi dò là như vậy. Mẹo cũng chỉ là như vậy thôi. Ít nhất là cũng phải hiểu được những cái cách làm như vậy thì mới làm được. Chứ còn không hiểu được cơ bản, không dịch được cơ bản thì không làm được đâu. Nên đừng có chăm chăm vào mẹo, nếu mà thấy là mình yếu thì thôi. Gọi là cứ đi thi cọ sát, đỗ được thì tốt, không đỗ thì về học lại nghiêm túc. Chứ không phải là cứ các bạn là nhiều khi các bạn cứ thấy mấy cái trung tâm người ta quảng cáo là chỉ một tip sau tăng 20 điểm, nên nói thật không bao giờ có nhá. Đấy chỉ là chiêu trò marketing các thứ thôi, chứ còn thực chất nó chỉ giúp các bạn một số ít thôi chứ không được nhiều điểm như thế đâu. Rồi, vậy thì chọn được đáp án đúng là 2 đúng nhỉ, là phù hợp với nội dung của bài này. Đấy, đấy gọi là không cần đọc hết mà vẫn chọn được là như vậy. Vậy bây giờ đọc hết xem bài này nói gì này. Làm bài đọc hiểu mà đọc được hết, hiểu được hết ấy, thì nó mới là thực sự thú vị. Nhưng mà nói chung là các bạn thì cũng gọi là chiều mới, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm làm nên là chưa chắc đã làm được điều đấy. Thì nó là một cái điều bình thường. Các bạn còn rất là nhiều cơ hội học tập sau này và ngay cả bây giờ nữa. Rồi, núi Akimori đúng không? Ở độ cao khoảng 600 mét này. Và nó có một cái con đường Yuriaka, là một con đường lên núi nhá. Rất là thoải đấy. Ước tính là dài khoảng 4 km từ chân lên đỉnh núi là dài như vậy. Và ở giữa đường đấy, ở giữa chừng cái đường leo núi ấy, thì nó sẽ có những cái tảng đá to và bằng phẳng, trông như là những cái bệ sân khấu đúng nhỉ, bươi trông như là những cái sân khấu mà ca sĩ đứng biểu diễn đấy. Hay là những cái tảng đá có hình gì đấy, hình con khỉ này, hình con chó này, trông dưới dạng trông như là hình dáng của những loài động vật vậy. Và các bạn sẽ có cái thú vui, đó là các bạn có thể vừa leo vừa tìm kiếm những cái tảng đá với các hình thú thú vị đấy. Thì đúng luôn là của hai nhá. Cái con đường leo núi này này, ngoài cái việc các bạn có thể thưởng thức đấy, tận hưởng ngắm nhìn các loài thực vật suốt bốn mùa đấy, cái suốt bốn mùa ở đây nó là thực vật chứ không phải là chim hoang dã đúng không? Ngoài cái điều này ra thì từ mùa xuân cho đến đầu mùa hè, các bạn có thể quan sát được rất là nhiều loài chim hoang dã. Cái Akino momijino kakubetsu de, cái lá đỏ mùa thu ấy thì nó rất là đặc biệt, và một cái phong cảnh rất là Azayaka, một cái phong cảnh rực rỡ, nó trải rộng khắp toàn thể dãy núi. Chính vì vậy vào thời kỳ này là thời kỳ vào mùa thu đấy, rất là nhiều khách leo núi là đến đây tham quan, nên là đúng là số 2. Tiếp theo, tương tự với câu này trên đây cũng hướng dẫn các bạn chọn nhanh được nhá. Nhưng mà nói lại là không phải bài nào cũng vậy. Nhiều khi các bạn được học một số cái bài mà làm được nhanh không, các bạn đi thi các bạn cứ chăm chăm vào đấy các bạn tìm, các bạn không tìm được nó lại hoảng lên đấy, nên rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu như các bạn muốn biết thì các bạn để ý là cũng có một số buổi CC đã từng có những câu nào mà làm nhanh được, CC cũng đã nói rồi đấy. Thì nó là những cái gọi là hiện tượng là như vậy đấy, mẹo là như vậy đấy, chứ không có gì gọi là cao siêu hay là giúp một người không biết gì có thể làm được đâu. Rồi chúng ta xem câu 54. Câu 54 đoạn này nó có gạch chân thì CC quên không gạch. Đây, câu của người ta như sau nhá. Câu người ta này, người ta gạch chân cái cũng gọi là
Ồ, tê hông nô dỗ nào mổ nô. Có ai biết cái từ tê hông là gì không? Tê hông là gì mọi người? Văn mẫu. Đúng rồi, tê hông là văn mẫu đúng không? Là mẫu đúng nhỉ? Nó giống như là tam cư rự hoặc Mi là hồng. Mi hồng. mì hông. Đấy. Thì chúng ta thử xem người ta bảo này. Ô tê hông nô yô na mô nô ni yô tê. Tạc bư wa đô nô yô ni naru ka no se ga aru ka. Đó là nhờ cái đúng nhỉ, hoặc là do cái thứ gọi là văn mẫu đấy, gọi là mẫu ấy, thì cái sạc cứ bưng cái bài văn của chúng ta có khả năng nó sẽ trở nên như thế nào đây. Vậy thì các bạn thấy ngay từ đây nó có cái câu này nhá, đây các bạn chỉ cần đọc câu đầu tiên là các bạn có thể loại trừ bớt được đáp án rồi. Shiba sạc cứ bưng nhỉ ạ. Ô tê hông no yô na mono ga ime sareru koto ga arimasu ga watashi wa kore wa nonsense da to omimasu. Tôi sẽ nói rồi cái phần chú thích rất quan trọng đúng không? Nonsense sự bảo là ikigai là vô nghĩa. Vậy người ta bảo này, chúng ta thường thấy ở trong các cái bài viết ấy, đấy, nó có chỉ ra những thứ gọi là mẫu, gọi là bản mẫu. Nhưng mà tôi cho rằng cái này là cái gì mọi người biết không? Ở đây là cái gì? Văn mẫu. Đúng rồi, cái văn mẫu đúng không? Thế nhưng mà tôi cho rằng cái văn mẫu này là cái vô nghĩa. Đấy, đọc đây các bạn có thể loại trừ được bớt đáp án luôn rồi nhá. Nếu như ít thời gian, có biết là loại được mấy không? Im cái này đâu. Mọi người, loại được mấy? Nào, người ta bảo là vô nghĩa, nó là một đánh giá tích cực hay tiêu cực? Tiêu Tiêu cực. cực. Tiêu cực. Một đánh giá tiêu cực đúng Tiêu không? Vậy thì loại phương án tích cực. Tích cực là mấy? một Một. và cái qua cái đi ra giáo sư như nào được Vậy là một và mấy nhỉ? Một và ba đúng ba không? Đấy thì gọi là muốn biết mẹo thì phải hiểu được cái đây là đang đánh giá tiêu là đang đánh giá tích cực đúng không, lại còn không hiểu đây là đánh giá gì thì làm sao mà chọn được. Nó bảo là gì nhỉ? Dare karamo takai yêu cầu erare yasuku naru đúng không nhỉ, là chúng ta sẽ trở nên nhận được những đánh giá cao từ mọi người. Đây đánh giá tích cực quá đúng không, loại nhá, đây là đang là vô nghĩa. Đấy, câu 3 là gì nhỉ? Câu 3 là trở nên wakari yasuku naru, trở nên dễ hiểu những cái quan điểm cũng như là những cái chiêu trò, những cái khẳng định của bản chứ. thân cũng là tích cực đúng không? Vậy là chỉ còn 24 thôi. Đấy. Thì nếu mà nắm chắc được cái kết cấu của người ta viết ấy đúng không? Cũng như là cái chú thích thì các bạn loại trừ được rất là nhanh. 1 với 3 rồi, chỉ còn 24 thôi. 24 này. Câu số 2 nó bảo là bunso no keishiki ni kodawari sugita mono ni naru. Đấy, đó là đoạn văn ấy, bài văn ấy, nó sẽ trở thành một thứ mà quá câu nệ vào hình thức của văn bản. Đấy, còn câu 4 nhá. Câu 4 nó bảo là jibun ni shika kakenai koto ga kakenaku naru. Có nhiều bạn chưa chắc đã dịch được cái câu này cơ. Đấy. Bản thân mình không thể viết được những không thể viết được Trở nên không thể viết được những thứ mà sao? những thứ mà Những thứ mà si cả cà kê nai là đà kê cà kê đự đúng không? Những thứ những mà gì chỉ bản mình mới thân viết mình mới được. viết được. Trở nên là không viết được những thứ mà chỉ mình mới viết được. Đấy, nghe nó cũng hơi xoắn xoắn não nhỉ. Chắc chắn là văn bản N2 làm gì nó còn như mấy bé N3 nữa, hay là N4, N5 gì nhỉ? Cà kê nai không, nên cho hai lần như vậy. Có thể là bạn đã bị nhầm. Rồi bây giờ có hai cái như này nhá. Các bạn sẽ xem tiếp này. Đây, các bạn sẽ thấy người ta có nói cái đoạn này này, người ta đang đưa ra cái vấn đề, nhưng mà cái quan trọng của chúng ta phải là cái giải thích cơ, lý do này. Mọi người thấy lý do na nào ra nhá, tại sao lại như vậy, thì mọi người hãy để ý cho thấy cái câu này đấy. Tại sao người ta lại nói, tại sao tác giả lại nói tôi cho rằng điều đấy là vô nghĩa, tại sao tác giả lại nói là nó là một cái điều, nó là một cái tai tệ, nó là một cái kẻ địch rất là lớn. Đấy, một cái điều tối kỵ. Thì người ta giải thích nhá, người ta bảo này, manual ni wa anata ni shika kakenai koto wo subete kiite shite shimau koto ni tsunagaru kanose ga aru. À, đây. Tự nhiên xuất hiện từ manual, mọi người biết từ manual nó chính là cái gì không? Hướng dẫn. Đúng rồi, manual chính là saku, chính là tê hông đúng không? Chính là hướng dẫn. Đấy. Tại sao lại nói vậy, là bởi vì ở trong cái là bởi vì có khả năng này, Kanosega dự nhá, là bởi vì có khả năng
ở trong cái sách hướng dẫn ấy, đấy nó sẽ làm sao nhỉ, nó sẽ dẫn tới việc này, Tsunagaru là nó kết nối tới việc, nó dẫn tới việc, nó dẫn tới việc gì, nó dẫn tới việc phía trước này, nó dẫn tới việc này các bạn sẽ tsubete hite, không biết từ này đọc là gì thì chịu, không làm được bài đúng không, hite là gì mọi người ấy? Phủ định. Phủ định, đúng rồi, các bạn sẽ phủ định toàn bộ những điều mà chỉ có các bạn biết được. Vậy là gần nhất với cái gì đấy? Nhất với bốn. Đúng rồi, gần nhất với cái số 4. Mình phủ định toàn bộ những cái thứ mình chỉ có mình mới biết được. Thì có nghĩa là gì đây nhỉ? Có nghĩa là mình không còn biết được nó nữa. Đấy, nó là IKE nhá, mặc dù nó nghe thì có vẻ hơi khác nhưng mà chính xác là như thế đấy. Mình phủ định nó, tức là mình gì nhỉ? Mình coi nó là cái không chính xác, mình không biết nó nữa. Đấy. Nên là chúng ta sẽ phải chọn 4 là chính xác. Còn câu 2 ấy, câu 2 nó bảo là mình sẽ trở nên, nó sẽ trở thành một cái thứ quá công nghệ và hình thức, thì không phải ý đồ của người viết nhá, nên là sẽ là sai. Bây giờ chúng ta xem nội dung cụ thể nó viết là gì này. Thường thì hay có mấy cái kiểu như là mẫu đúng nhỉ? Đấy, văn mẫu, cách viết mẫu ở trong các bài văn, nhưng mà tôi cho rằng cái văn mẫu này là cái vô nghĩa. Đấy. Bunshō no keshiki tekki na koto naraba tomokaku. Ở đây có một ngữ pháp tomokaku này. Đó là gì đấy? Quan Nếu tạm là gác. A thì là không bàn tới, đúng rồi, tạm gác đúng nhỉ? Nếu chỉ nói về cái hình thức bài văn thì thôi không bàn đến. Tức là cái đọc cái tehon, đọc cái văn mẫu ấy hay đọc cái bài mẫu ấy nhá, là chúng ta có thể dựa vào nó để viết dưới dạng hình thức, ví dụ như là mở bài, thân bài, kết bài, mỗi cái bao nhiêu dòng, bao nhiêu dòng, cái đấy thì thôi ok, có thể là tạm chấp nhận hoặc là tôi không bàn tới. Nhưng nếu như mà nayoni mà để furete, thế nhưng nếu mà động đến nội dung đúng không, thế nhưng nếu mà động đến nội dung ấy, đấy, hình thức thì thôi bỏ qua, nhưng mà động đến nội dung này thì những cái hướng dẫn này, những cái hướng dẫn kiểu như là nên viết thế này này, đấy, viết thế này thì được đánh giá cao này, đây là những cái tai tê kỳ, đây là những cái mà tối kỵ, đây là những cái gọi là kẻ địch lớn. Đấy, có nghĩa là khi viết văn thì không nên đọc những cái văn mẫu kiểu như là nên viết thế này thì viết như này mới được điểm cao, vân vân. Đây là ý kiến của tác giả nhé. Người ta bảo là, người ta giải thích là tại sao lại thế, là bởi vì có khả năng là ở trong những cái bài hướng dẫn đó ấy, nó sẽ dẫn tới việc các bạn sẽ phủ định toàn bộ những cái gì mà các bạn chỉ, những cái gì mà chỉ có các bạn mới có thể viết ra được. Đấy, trong câu cuối cùng người ta bảo này, jibun ni mieru mono soshi demo hito to wa chigatte mieru mono sore ni korawarimashou. Những cái thứ nào mà các bạn nhìn thấy đấy, những thứ mà các bạn nhìn thấy ở trong các bạn, và những cái thứ nào mà gì nhở, mà nhìn thấy dù nó có hơi khác người khác một chút, các bạn hãy cố gắng là korawarimashou. Korawaru là gì mọi người? Korawaru là gì, biết không? Korawaru nó là, nếu mà nghĩa tích cực ấy, nó là cầu kỳ đấy, nó là chăm chút cho cái đó. Còn nếu mà mang nghĩa tiêu cực một tí, nó kiểu như là câu nệ đấy, kén chọn, nhất nhất phải là như vậy. Các bạn hãy để ý tới những thứ mà gì nhỉ, những thứ mà các bạn nhìn thấy ở trong bản thân mình đấy, những thứ mà các bạn thấy là nó hơi khác người một chút cũng được nhá. Nên là đúng đây sẽ là 4. Tiếp theo này, câu số 3. Đây, câu 3 cũng là một câu làm nhanh được. Câu 55, nên nay ni ogata gomi o sutetai ryōsei wa dou suru you ni iwarete iru ka. Những sinh viên ở ký túc xá đấy, những sinh viên, những học sinh ở ký túc xá mà muốn vứt ogatagomi. Ogatagomi là cái gì mọi người? Ra cỡ lớn. Đúng rồi, rác cỡ lớn đúng không? Thì người ta bảo là nên làm gì? Vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái hint tổ của chúng ta là gì đấy? Ogatagomi đúng không? Đấy, chúng ta sẽ nhìn cái này, chúng ta xem luôn nhá. Đây. Ogatagomi này, người nhìn đây, đúng chưa? Thứ nhất, các bạn thấy nó có hai mốc thời gian, đó là ngày 22 và ngày 18 đúng không? Nếu các bạn muốn loại trừ nhanh này, ngày 22 đây, ngày 18 đây. Ngày 22 loại được chưa? Loại. Loại được rồi đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì đấy là trường hợp tha điều no gomi, đấy là vứt nhiều rác nhá. Vậy các bạn loại được ngay 22. Loại 22 này, loại 22 rất là nhanh chóng. Tiếp theo còn ngày 18 đúng không? Ngày 18 nó có gì? Nó khác nhau ở chỗ một thằng là phải đăng ký đúng không nhỉ? Một thằng có đăng ký, một thằng không.
Đấy. Thì các bạn thấy này, người ta bảo gì? Trường hợp mà vứt rác cỡ lớn, kakujide shino te sokyoku e chushu no moshikomi ga hitsuyo desu. Tức là cần phải đăng ký. Đấy. Được, vậy thì chọn được luôn, đáp án đúng là một. Đấy là cái cách gọi là mẹo là nhanh đấy. Loại trừ hai nhá. Đấy là cách làm nhanh. Ở đằng sau nó cho thêm thông tin, nó bảo là gì nhỉ? Candy shitsu ni mo oshirase kudasai. Đấy, hãy thông báo cho cả phòng quản lý nữa. Đây thì có rồi, nên là chúng ta sẽ lựa chọn đúng nhất là một và chính xác. Bây giờ xem nội dung của nó viết gì này. Đây là một cái văn bản mà được đăng tải ở trên cái bảng thông báo ở một cái ký túc sinh viên nọ ngày 1 tháng 12 năm 2017, gửi các bạn sinh viên ở ký túc xá này, phòng quản lý ký túc sinh viên về việc thu gom rác cuối năm này. Việc thu gom rác cuối năm ấy thì ngày cuối cùng thực hiện sẽ là ngày 27 tháng 12. Trường hợp mà các bạn vứt rác lượng lớn, chẳng hạn như là khi mà các bạn tổng vệ sinh hoặc là khi chuyển nhà ấy, thì các bạn hãy thông báo cho phòng quản lý trước ngày 22. Trường hợp mà các bạn muốn vứt rác cỡ lớn thì các bạn hãy tự này, các bạn hãy tự đăng ký thu gom với lại cái cục vệ sinh của thành phố. Ngày thu gom ấy sẽ được cục vệ sinh chỉ định, vì vậy các bạn cũng hãy thông báo cho cả phòng quản lý nữa. Thêm nữa là cái việc đăng ký thu gom rác ấy thì hạn chót sẽ là ngày 18, mong các bạn hợp tác hiệp lực nhá. Đấy, rất là nhanh chóng chúng ta chọn được luôn đáp án là như vậy. Tiếp theo câu số 4. Câu số 4 này, chúng ta xem câu hỏi nó là gì. Câu hỏi nó như sau. Kei no genba ni okeru shippai ni tsuite hissha wa dono yo ni nobete iru ka. Đó là về cái gọi là thất bại ở trong lĩnh vực kinh doanh. Genba đây chúng ta không dịch là hiện trường nhé. Genba có thể dịch là hiện trường vụ án, hiện trường tai nạn, công trường thi công. Đấy, đây chúng ta dịch là giống như là lĩnh vực. Về cái thất bại ở trong lĩnh vực kinh doanh ấy thì tác giả trình bày như thế nào? Này. Với bài này chúng ta sẽ rất là khó để khoanh vùng được đáp án nhanh. Đấy, bởi vì là cả bài này nói về CPI. Các bạn thấy đoạn đầu tiên nói về CPI, đoạn sau nói về CPI, nhưng mà nếu các bạn là muốn dựa vào đáp án để các bạn loại trừ luôn ấy, đấy thì các bạn thử xem nhá. Thật ra thì Dinh nghĩ bài này là chúng ta sẽ không làm nhanh được đâu, bởi vì là nó có cách viết khác những cái bài kia. Ở bài này bắt buộc là chúng ta phải đọc hết. Tại sao này? Ví dụ câu 1 người ta viết là idea suguni jikoshinai to spy suru. Đấy, người ta bảo là nếu như cái ý tưởng hay mà chúng ta không thực hành luôn thì sẽ thất bại. À thì rồi bây giờ thử muốn làm nhanh xem có được không. Bây giờ chúng các bạn sẽ thấy đây có ý tưởng hay đây đúng không? Người ta viết ở câu đầu tiên ấy, tôi là một người đấy, khi mà có ý tưởng gì hay ho nó xuất hiện, nếu như không thực hiện ngay thì tôi sẽ kigatsuma này, thì tôi sẽ làm sao, thì tôi sẽ thấy rất là khó chịu đúng không, chứ không phải là thì sẽ thất bại đúng nhỉ. Vậy là chúng ta có thể loại trừ được luôn một. Tiếp theo câu 2 này, câu 2 người ta bảo là chipai wa yosoku dekireba kakeru koto ga kano de aru. Thất bại ấy, nếu như chúng ta có thể dự đoán nó thì có thể tránh được. Đây, mọi người nhìn người ta bảo nhá, nếu mà chúng ta dự đoán được thất bại thì có thể tránh được nó. Thì các bạn sẽ để ý cho sensei này. Thứ nhất, câu này có phần chiu rất là quan trọng đúng không? Tsukimono. Chippai wa tsukimono. Tsukimono là sake rarenai mono, là thứ không thể tránh được. Vậy loại luôn hai. Đấy. Không thể tránh được đâu. Với lại nếu mà đọc tiếp ấy, đoạn cuối ấy, nó bảo là không phải là việc chúng ta tránh nó mà là chúng ta xử lý ứng phó với nó. Đây, nên là chúng ta sẽ loại trừ được hai nhá. Tiếp theo câu số 3 này. Shippai no kanose o kangaete okeba umaku tayo dekiru. Đó là nếu như chúng ta nghĩ trước về khả năng thất bại thì chúng ta có thể xử lý, có thể đối ứng một cách êm đẹp, một cách khéo léo. Rồi, chúng ta thử xem nhá. Này, các bạn sẽ thấy nó có câu đó. Chính là câu này, chính là câu cuối luôn đấy. Người ta dùng biện pháp Ikae. Thứ nhất, cái gọi là Sotesteru là người ta đã giải thích ở đây rồi. Okoru mono to shite kangaeru, đó là suy nghĩ như là một thứ sẽ xảy ra. Đấy. Chúng ta lường trước nó, đúng không?
chúng ta dự liệu nó chính là chúng ta nghĩ trước về nó, được chưa? Nghĩ trước về khả năng xảy ra nó. Vậy là vế một đang chính xác. Vế hai này, chúng ta có thể tao đề ký được một cái ừ mà cự đây thì rõ ràng đây, tekitetsu naso rimo kanoto naru là ike nhá, như vậy là chọn luôn đáp án đúng là ba đấy. Câu số 4 nó bảo là để xử lý thất bại đấy, để xử lý thất bại một cách hợp lý ấy đấy, để ứng phó với thất bại một cách hợp lý thì sẽ cần những trải nghiệm thất bại. Những trải nghiệm thất bại sẽ rất là có ích, thì cái đoạn có ích, trải nghiệm thất bại có ích này là sai, không đề cập đến nếu như bạn đọc ở trên cái văn bản này, các bạn dò bạn không thấy cái chỗ nào nói đến cái gọi là cái trải nghiệm thất bại đấy có ích cả, nên là chúng ta sẽ không lựa chọn được nó. Đấy, đúng nhất phải là ba. Rồi bây giờ xem người ta viết cái gì này. Tôi là một người mà nếu như nảy ra một cái ý tưởng nào hay ho mà không thực hiện ngay thì tôi sẽ rất là khó chịu, tôi sẽ khi gắt sư mự đồng, bình thường từ sư mự là xong, đây án tự của nó là chữ tế có nghĩa là xong, thì đây là không xong có nghĩa là cảm giác của tôi nó khó chịu đấy, giống như kiểu như là làm xong đề thi rồi mà sensei không post đáp án lên là khó chịu đấy, không biết check ở đâu. Tôi là người như vậy nhá, thì này thì ấy đương nhiên là tôi làm sao, đương nhiên là tôi sẽ dự đoán đấy, tôi dự đoán cái trường hợp cái khả năng thành công cao thì tôi mới bắt đầu vào thực hành. Đấy, tôi là một người như vậy. Và khi tôi dự báo được khả năng thành công cao thì tôi sẽ dịch cô nhị, tôi sẽ đi vào thực hiện nó. Nhưng nói như vậy. Đấy. Sono toki ni shippai no kanose wo kangaete inai wake dewa nai. Thế nhưng nói như vậy không phải là đúng không? Chúng ta có ngữ pháp wake dewa nai. Thế nhưng nói như vậy không phải là cái lúc đó, cái lúc mà thực hiện ấy thì tôi không nghĩ trước, đúng nhỉ? Tôi không nghĩ về khả năng xảy ra thất bại. Đấy. Vậy là đoạn đầu tiên nó bắt đầu có cái gọi là nghĩ đến khả năng xảy ra thất bại rồi. Tôi có nghĩ đến khả năng xảy ra thất bại. Đấy, vậy thì lại càng thấy là giống cái của ba này đúng không? Người ta nói tiếp này. Ningen no suru koto ni chippai wa kimono de toraburu ni makikomareru koto mo aru kara toki ni wa doushite mo sakerare nai katachi de shippai ga otozureru. Đó là ở trong những việc mà con người chúng ta làm ấy, thất bại nó là một thứ không thể tránh được. Và bởi vì đôi khi ấy, chúng ta sẽ gặp phải những cái rắc rối nhá, chúng ta sẽ bị cuốn vào những cái rắc rối. Đấy. Cho nên là gì đây nhở? Cho nên là shippai ga otozureru. Cho nên là thất bại ấy nó sẽ đến thăm chúng ta dưới một cái hình thức mà chúng ta không thể tránh khỏi. Đấy, người ta nhấn mạnh rất là nhiều là không thể tránh được thất bại đâu, nên là ai sai nha. Không tránh được. Ở kinh doanh の現場でより重要なのは、その失敗をいかにうまく対処できるかということである。Vậy thì không phải là chúng ta tránh thất bại mà là chúng ta xử lý nó như thế nào, đúng nhỉ? Ở trong lĩnh vực kinh doanh ấy thì điều quan trọng hơn đó là việc chúng ta có thể xử lý tốt cái thất bại đó như thế nào. Đấy. Vậy chính nhờ việc chúng ta lường trước thất bại, chúng ta mới có thể xử lý tốt nó được. Đấy. Đúng đây sẽ phải là ba nhé. Rồi tiếp theo đoạn cuối cùng này. Đoạn cuối cùng nói là Hisawa Jidosha no tabi no dono yona te ga ii to omotteiru ka. Câu hỏi là tác giả ấy, tác giả nghĩ cái điểm như thế nào là điểm tốt của chuyến du lịch bằng ô tô? À, vậy thì chúng ta sẽ thấy từ khóa của chúng ta sẽ là chuyến du lịch bằng ô tô. Đọc lên bài này các bạn thấy nó viết về hai loại hình du lịch, là một là du lịch bằng ô tô, hai là du lịch bằng cái gì các bạn? Bằng Ừ, tàu. đúng rồi, hai là du lịch bằng tàu đúng không? Đấy, người ta sẽ có hai cái đó đúng chưa? Vậy thì mọi người có biết là cái đoạn đầu tiên ấy là nói về cái gì không? Nói về ô tô hay là nói về tàu? Ừ, có hai văn bản này, đoạn 5 có hai đoạn, đoạn 1 và đoạn 2. Đoạn trên là nói về ô tô hay nói về tàu? Đoạn trên là nói về tàu, ngoài câu mở đầu ra. Ừ, đúng rồi, ngoài câu mở đầu là giới thiệu cả hai cái đúng không? Đấy. Còn gì nhỉ? Còn phần còn lại là nói về Tetsudo đúng không? Đấy.
Vậy thì chúng ta thấy cái thông tin này nó có quan trọng để chúng ta lựa chọn đáp án không? Có quan trọng để lựa chọn đáp án không? Câu hỏi là gì cơ? Không. Câu hỏi là điểm tốt của chuyến du lịch bằng ô tô. Thì không. Không đúng không? Để chọn đáp án thì không, nhưng mà thật ra là chúng ta vẫn cần để loại trừ đấy, đúng không? Và bây giờ nhá, chúng ta sẽ coi như chúng ta bỏ qua nó đi. Bây giờ chúng ta sẽ muốn chọn đáp án ngay, thì mọi người để ý cho thấy cái đoạn này nó có Shikashi bắt đầu chuyển mạch đúng không? Này Shikashi này, thế nhưng Namo Nakimichio Yukurito Drive Shite Sono Yukisaki Saki ni Hakken suru fuke wa. Đây, các bạn thấy nhá, xuất hiện cái từ gì nhỉ? Có từ Drive. Drive là lái xe, vậy là đây chính là cách nói khác của cái gì đấy? Ân tên xã, Tên xã. ân tên, ân tên, ân tên. Gì đô xạ đúng không? Của ô tô. Ừ. Mọi người viết nhá, mọi người theo xem người ta viết gì nhá. Ở đây có một cái này, thông thường ấy là chúng ta có đây cái cụm Namo Nakimichi. Có bạn nào biết từ này có nghĩa là gì không? Con đường vô sự, không ai biết đến à? Ừ Không có đúng rồi. tên. Ừ, những con đường không tên. Tại sao lại là Naki mà không phải là Nai đúng không? Mình học bình thường phải là kẻ Nai mà, phải lẽ ra phải là Namo Nai đúng nhỉ? Michi chứ sao lại là Naki? Bởi vì đây là một đoạn văn dưới dạng Kakikotoba. Đấy. Dưới dạng văn viết, cho nên là người ta sẽ dùng cái dạng thức tương đối là trang trọng và mang tính chất thơ như thế này để người ta dùng nhé các bạn nhé. Các bạn nào mà xem phim hoạt hình ấy, hay là xem phim sẽ thấy một số trường hợp là người ta sẽ biến cái đuôi y ở trong thể nai hoặc tính từ đuôi y thành dạng ki. Đấy, chức năng tương tự. Rồi. Thế nhưng khi chúng ta gì đây? Chúng ta lái xe thong thả đúng không? Khi chúng ta lái xe thong thả trên một con đường vô danh. Đấy. Thì những cái phong cảnh mà chúng ta phát hiện được ở đó đúng nhỉ, lần lượt ở đó ấy, thì sao những phong cảnh này thì dài nhỉ tachi domari toshite ichinichi demo nagameru koto ga dekiru. Có bạn nào biết từ gì dài là gì không? Tự do. Tự do đúng rồi, giống như nhá. Đấy, chúng ta có thể dừng lại một cách tự do tự tại đúng không, và có thể ngắm nó cả ngày. Đấy, vậy thì rồi bây giờ tóm tắt lại ý của nó này, đó là gì? Đó là chúng ta có thể ngắm, có thể dừng lại tự do và ngắm được lâu. Bây giờ mọi người sẽ xem cái ý nào giống đấy nhất là bạn chọn. Có chưa các bạn? Đừng nói như thế là chưa có nhá. Mấy? Số 3. Số 3 mà, số 3 ai bảo số 3? Dừng lại tự do và có thể ngắm cả ngày cơ mà. Có phải là 3 được, phải là mấy đây? Phải là số 2. Số 2 là gì đây nhỉ? Số 2 này. Tsuki na toki ni Tsuki na dake Tachi domatte Fuke o nagamerareru ten. Là gì đây? Là điểm mà chúng ta có thể dừng lại đúng không? Tsuki na dake phải bao nhiêu tùy thích không? Vào những lúc mà chúng ta thích và ngắm cái phong cảnh đó. Đúng rồi, chúng ta cách nói này. Nên là chọn được luôn số 2 nhá. Còn số 3 người ta nói gì đây? Người ta nói này. Mitai to omotte ta fukeo Thomawari sezu ni Mini ikeru tem. Có bạn nào biết từ Thomawari có nghĩa là gì không? Thomawari. Thomawari chứ. Thomawari. Này là từ vựng N3 đấy các Khánh ạ. Các Khánh quên rồi. Quanh nhỉ. Từ này là gì đây? Từ này là đi vòng đúng nhỉ? Đấy. Đó là cái điểm mà không cần phải đi đường vòng vẫn có thể đi ngắm được những cái phong cảnh mà mình muốn ngắm. Không phải. Sai. Đấy. Cái ba là cái mà có bạn lại bảo là giống đấy nhưng mà không giống nhá. Đúng nhất phải là số 2 chọn được luôn từ đó. Còn những cái còn lại ấy, thì không phải ở trong cái nội dung này. Những cái còn lại nếu mà các bạn đọc ấy, thì nó sẽ là cái phần loại trừ. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần còn lại người ta viết cái gì này. Người ta bảo là cái mọi người nhìn này, Hán tự này, chữ Hán là chữ gì có mọi người biết không? Chữ Hán đây này là chữ gì đây?
Sở và chữ dĩ. Đúng rồi, sở dĩ trong tiếng Việt mình cũng dùng đúng không? Sở dĩ tôi làm vậy, lý do tôi làm vậy nhá. Này, chính bạn ghi như, này, tiếng Việt và tiếng Nhật nó cũng có sự liên quan nhỉ. Cái lý do mà gì đây nhỉ? Cái lý do mà tôi cảm thấy là cái việc tôi đi du lịch bằng ô tô ấy, nó tetsudo no tabi yorimo yoi, nó tốt hơn so với tôi đi du lịch bằng bằng tàu hỏa, tàu bằng tàu đúng nhỉ? Đó là gì? Đó là cái điểm như sau nhá. Đây, lý do đó nó nằm ở cái điểm, thực ra ở câu đầu tiên nó cũng đã nói sơ sơ rồi, là cái điểm này itsu shuppatsu shitemo iishi doko de dore dake tachi domatte mo ii, đó là tôi xuất phát lúc nào cũng được và tôi dừng lại ở đâu bao lâu cũng được. Đấy, càng củng cố thêm niềm tin để chọn đúng không, chọn hai từ gì nhỉ, từ cửa sổ đúng không? Đấy, từ cửa sổ của chuyến tàu ấy. Đấy. Thì sao nhỉ? Thì cho dù chúng ta có thốt lên một cái cảm động yoi fuge và gì đấy nhỉ? Ồ là cái cảnh kia nó đẹp quá. Đấy, khi các bạn cứ tưởng tượng là lúc các bạn đi du lịch nhá, các bạn ngồi trên tàu ấy, đấy, các bạn ngắm ra bên ngoài, các bạn thấy một cái phong cảnh rất là đẹp, các bạn thốt lên như thế. Cho dù có như vậy chăng nữa này, thì sao đây? Sore wa ishun no uchi ni koho ni nagare sate, thì cái sore thì cái cảnh đẹp đó ấy. Đấy, thì cái cảnh đẹp này ấy nó làm sao? Nó trong chớp mắt nó lùi về đằng sau, rõ ràng đúng không? Cái tàu nó chạy đúng nhỉ? Nó lùi về đằng sau và sao? Jisai ni sono basho ni tatte sore wo ajiwau koto wa jijitsu fukano de aru. Và cái việc mà các bạn đứng lại đó, đứng lại cái điểm đó một cách thực tế để các bạn tận hưởng cái phong cảnh đó là một điều không thể. Đấy, về mặt thực tế là không thể, rõ ràng đúng không, là sao các bạn có thể lên các bạn bảo lái tàu là dừng lại tôi ngắm cảnh được. Dakara tetsudo no kuruma mado no fuke wa issue no maboro maboroshi da to itemo yoi. Chính vì vậy ấy, cái phong cảnh mà nhìn từ cái ô cửa sổ của tàu điện đấy, mình có thể gọi nó là một cái loại ảo ảnh. Đây, mà Boroshi người ta giải thích ở dưới nhá, đó là aru yoni miete, trông như vậy thôi nhưng mà thực ra nó không tồn tại. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta nhìn thấy nó cái là nó đã trôi tuột về đằng sau rồi, lúc chúng ta nhìn tiếp dây đằng sau nó là quẻ khác, không phải nữa đấy. Thế nhưng mà khi lái xe bằng ô tô ấy, các bạn có thể dừng lại bất cứ lúc nào các bạn thích, những phong cảnh mà các bạn nhìn thấy các bạn có thể ngắm cả ngày cũng được. Đấy là lý do tại sao người ta lại thích đi du lịch bằng ô tô hơn. Câu một người ta bảo này là cái điểm mà gì, là cái điểm mà đi đến những cái con đường mà không có ai đi và có thể phát hiện ra những cái phong cảnh mà chưa ai từng nhìn thấy. Cái này các bạn sẽ thấy, à thế nói bình thường là dùng ike vậy đây, nam mô na kim chi, nó sẽ giống như là hito ga ikanai mình chi, khả năng một đúng cao nhưng mà cái sai là cái gì mọi người biết không, cái một sai đâu, Không nhắc đến để về sau đã đúng đi rồi, đến không nhắc đến đi mình về sau, không có chỗ nào nói là mình phát hiện ra được những nơi mà người ta chưa từng phát hiện đúng không, không đề cập đến ở đây nhá, nên là loại đúng nhá. Bốn nhá, bốn này, mado no soto ni nagareru utsukushi fuke wo nagamerareru tem, là cái điểm chúng ta có thể ngắm cái phong cảnh đẹp nó chạy nó trôi bên ngoài cửa sổ. Cái này có phải là chuyến du lịch bằng Shido-sa không? không. Đây là chuyến du lịch bằng gì? Digital. Bằng Tetsudo, đúng rồi. Đấy. Rồi. Như vậy là chúng ta thấy là cái đề này là đề năm 2017 là gần như là áp dụng được mẹo khá nhiều, giúp các bạn loại trừ được đáp án tương đối là nhanh. Nhưng mà không phải là năm nào cũng thế. Và không phải bài nào cũng thế nhá. Các bạn mà cứ dựa vào đấy các bạn làm ấy là có khi các bạn đi thi các bạn cuống đấy, các bạn hoảng đấy. Nên là tôi thì tôi vẫn dạy các bạn là vừa dịch vừa áp dụng mẹo tùy từng bài.